cha thấy con bật tiếng khóc chào đời, bàn tay bé xíu là ký ức chẳng thể nào quên, niềm hạnh phúc được nhìn con lớn khôn, cứ trong mong một ngày con sẽ thành công. Vì cuộc sống có lúc khó khăn, con hiểu không? Cha đã cố cất hết muôn phiền, cả lời yêu thương. Vì ai cũng có những sai lầm, xin lỗi con yêu của cha. Hãy đến bên để cha ôm con một lần nữa. Đến một ngày con sẽ hiểu ra, còn là cả thế giới. Điều quý giá nhất trong cuộc đời này là con đã đến bên cha. Cảm ơn cậu nha. Tôi sẽ trả tiền thuê xe hàng ngày cho cậu. Anh cảm ơn tôi cũng giúp anh mà. Nhớ đổ xăng nha. Mà nè, anh đăng ký bằng tài khoản tên tôi á. Nhớ chạy xe cho đàng hoàng cẩn thận. Tôi biết rồi. Cái bô xe nó hay bị nghẹt lắm. Rảnh thì đưa cái mỏ xuống thổi nha. Mà nè, bữa tôi lên ga mạnh quá té gãy cái kiếng. Thay giùm cái kiếng à. Mới ra chạy ngày đầu mà nè nhiều quá. Tôi nói vậy thôi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ, không có gì ông chú. Tôi đi nha. Dạ. Bye bye. Nè, cảm ơn anh nhiều nha. Xưa giờ mới nhờ gì mà tôi không giúp. Có điều là cái mặt tôi hơi căng thôi. Mà nè, mi làm gì mà mi tin ông chú dữ vậy? Dù gì ông cũng mới ra tù mà. Có khi nào ông giả bộ ăn cắp rồi bán luôn chiếc xe tôi không? Khùng quá à. Anh chú mới làm gì đâu. Mà cái xe của ông cùi bắp chết đi được. Bán được nhiêu tiền? Sao ông suốt ngày nghĩ xấu với người ta hoài vậy? Vậy sao suốt ngày phải ghi tình ông chú hoài vậy? Tại vì tôi thấy anh chú có cái gì đó rất là đặc biệt. My, vậy My có nhìn thấy trong tôi có gì đó đặc biệt không? Nè, thường khi mà anh gặp những cái chuyện nan giải và bế tắc trong cuộc sống á, anh sẽ thường thể hiện như thế nào? Như vậy hả? Nè, mai mốt đừng hỏi tôi mấy câu thừa thải nữa nghe chưa? Sao bao nhiêu quán gần nhà không vô tự nhiên vô quán này vậy? Mệt quá mày lèm bèm hoài à. Đi đi. Hay là có crush ở đây. Gì? Crush gì đây? Hay là dạ chào quý khách, cho hỏi mình đi mấy người ạ? Dạ, tính tới thời điểm này thì hai người á, còn xíu nữa bao nhiêu người thì em không biết. Vậy thì hai chị muốn dùng gì ha? Trời ơi, tụi em nhỏ xíu mà chị kêu chị. Mặt mày già quá chị kêu chị. Cái con nhỏ này. Vậy hai đứa muốn dùng gì? Ở đây có món gì? Để chị lấy menu cho hai đứa nha. Nhìn thì cũng xinh xắn á, nhưng mà không gì đặc biệt hết á. Vậy tại sao anh chú? Mà bà nhìn tôi với bà đó, ai đẹp hơn? Tính về cái độ đẹp á thì cả hai đẹp như nhau. Nhưng mà xét về cái độ mặn thì bà mặn hơn. Mặn là sao? Ý mày là cái bản mặt tao già á hả? Tôi không có nói vậy, bà nghĩ vậy thôi. Nè, chị gửi menu. Xin lỗi.
nhất quá coi chừng lé đó. Hôm nay cũng khá quá. Nè, em cầm tiền sáng nay xài. Sao vậy? Sao lại vậy? Anh thấy em kỳ lắm á nha. Mấy người vợ khác khi chồng đưa tiền cho xài lại vui vẻ sung sướng, em sao mặt bí xì vậy? Hay là em nghĩ anh có quỷ đen? Nè, coi đi nha. Không có gì hết nha. Nè, thấy không? Thấy không? Em sẽ vui hơn nếu anh kiếm tiền bằng cách khác. Kiếm tiền bằng cách khác? Bằng cách nào? Chỉ anh coi. À, hay vậy đi. Hay là hai vợ chồng mình đánh đàn ở mấy quán nhậu, khách bo chắc mượn tiền ha. Nếu có thể em cũng muốn vậy luôn. Miễn sao mình kiếm tiền một cách lương thiện. Anh, hay là anh thử một lần đi. Không biết là mình kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mà mình sẽ vui, sẽ an nhiên hơn. Nhanh. Ê, đứng lại. Ê Mai, có chuyện gì vậy? Nãy giờ nghỉ xem gì vậy? Cho mình xem với. Nhanh lên. À, chỉ là tấm hình của mẹ mình thôi. Ừ, trả đi cho mình coi. Trả gì mà trả? Đây là mẹ của bạn á hả? Sao đẹp vậy? Có thiệt không? Mình nói thật mà, đó là mẹ mình. Nhưng mà trả đi cho mình. Đừng im, muốn mày đập không? Không trả cho chưa có tập nói dối. Hai cái đứa này, đàn ông con trai cái gì, đang hiếp con gái là sao? Không thấy xấu hổ hả? Bây giờ sao? Bây giờ muốn hiếp bạn đúng không? Vô hiếp đi. Chú lấy máy nè, chú quay lại, chú tung lên mạng có ai xấu hổ. Vô ăn hiếp đi. Ăn hiếp. Vô lấy đi. Đi về mày. Trả cho con nè. Sao khó tốn như này? Chú, đó là mẹ con mà chú. Vào đêm khuya mơ màng, cha thấy con bật tiếng khóc chào đời. Bàn tay bé xíu. Nhà con ở đâu? Dạ, ba con tên Bình. Nhà con ở quán cà phê cuối đường ạ. Còn người phụ nữ sống chung ở đó? Ý chú nói là dì Diễm Linh ạ. Dì Diễm Linh? Dì Diễm Linh là em của mẹ con. Mẹ con tên gì? Mẹ con tên là Diễm Phương, còn con là Diễm Mai. Cha đã cố cất hết muộn phiền cả lời yêu thương. Ủa chú sao vậy chú? Ai cũng có những sai.
chú không sao. Xin lỗi con yêu, trả lại cho con. Cảm ơn chú. Thôi chú, con đi về nha chú. Dì Phương. Con là dì Mai. Một điều cha khao khát. Chú, sao chú khóc vậy chú? Không có gì. Con đừng nói với ai là con gặp chú đây nha. Sao vậy chú? Thì cứ vậy đi. Dạ, vậy thôi con đi về nha chú. Một tình yêu to lớn đây là dành cho con. Ngàn lời yêu thương vẫn còn cất giữ sâu trong trái tim. Ngày qua đừng vội trách cha vô tâm con nhé, vì cha vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời. Đến một ngày con sẽ hiểu ra con là cả thế giới. Điều quý giá nhất trong cuộc đời này là con đã đến bên cha. Cha vô tâm con nhé, vì cha vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời. Đến một ngày con sẽ hiểu ra con là cái.